để đáp ứng yêu cầu cách ly phòng chống dịch, nhất là thời điểm nhiều công dân địa phương trở về từ phía Nam. Xã Yên Khương đã chuẩn bị phương án và kích hoạt khu cách ly y tế tập trung để sẵn sàng đón công dân về từ vùng dịch. Theo dự kiến, trong thời gian có nhiều công dân từ các tỉnh phía Nam trở về địa phương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, để đảm bảo an toàn, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch COVID-19 đối với người về từ vùng dịch, xã Yên Khương đã tận dụng điểm trường tiểu học khu lẻ ở bản Triềng Nưa hiện đang bỏ trống sau khi dồn về khu chính làm khu cách ly y tế tập trung của xã, với khả năng tiếp nhận 15 công dân trở về thực hiện cách ly tập trung. Để đảm bảo cho việc tiếp nhận công dân đến cách ly, địa phương đã điều động các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, bổ sung thêm các vật dụng sinh hoạt cần thiết để phục vụ tốt nhất cho người được cách ly. Đồng thời, các lực lượng đã tiến hành tổng dọn vệ sinh, phân luồng các khu vực. Tại khu cách ly được thực hiện chặt chẽ theo quy định để vệ sinh dịch tễ. Các lực lượng y tế, hậu cần, bảo vệ luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ 24/24 giờ, đáp ứng khẩn cấp với diễn biến dịch bệnh, sẵn sàng đón người vào cách ly y tế theo quy định. Bên cạnh đó, địa phương cũng xây dựng phương án hỗ trợ người cách ly ở các thôn bản xa, gia đình gặp khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân từ vùng dịch trở về thực hiện cách ly theo đúng quy định. Với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, việc thành lập khu cách ly của xã là quan trọng và cần thiết để đáp ứng nhanh việc khoanh vùng, xử lý kịp thời nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng dịch bệnh COVID-19 xảy ra và lây lan trong cộng đồng.